Quay gì? Bọn em quay em chụp xe mà. Chú mày cho chú mày quay à? Thôi của em đi bây giờ của em đấy cái không đi sâu anh lại lật đẹp này kia thì rất chi là khó với em lấy máy để quay lại. Có được không? Có việc gì vào lại nhanh lên. Gì vào đây ngồi. Em vào đi em. Thì cái việc ông nọ của ông Cảnh ấy, thì ông nọ anh cầm cái xe của em đúng không? Đúng rồi. Bây giờ thì là ông Cảnh thì nó cũng về rồi thì bây giờ nó thì đang ở nhà thì bây giờ em đến chụp cái xe thì các anh xem như nào? Tổng cộng cả lãi cả gốc cả xe ấy là 80 triệu. Sao lên ghê thế ạ? Chậm một ngày. Bây giờ có một tuần thôi mà các anh lên 30 triệu thì anh làm thế thì bọn em sao được sống nữa? Cái là việc của các ông. Còn có đủ xếp đủ 80 triệu ở đây thì chuộc xe về. Không mình cút. Bây giờ em cầm có 60 triệu thôi. 60 triệu không nói chuyện. Mà đủ 80 triệu nói chuyện. Anh có thể là nhạ giả tha cho bọn em rồi. Tại vì bọn em cũng không muốn điều xảy ra đâu. Bây giờ của em bây giờ có chơi có chịu không phải nói nhiều. Thế bây giờ của em cũng không có tiền thật, em vừa đi vay lãi về xong. Đấy là việc của các ông. Còn xếp đủ 80 triệu ở đây thì lấy xe về. Không nghỉ. Thật sự để nói em cũng có. Bây giờ em cầm đúng 60 triệu thôi các anh, xem nào các anh có thể nhẹ lòng anh cho em lấy xe đúng không ạ? Vì vậy em mua xe đi lại với lại bây giờ. Nhưng thằng em đấy nó cũng không cố ý nữa. Không nghĩ là nó xảy ra. Đấy là có chơi có chịu. Còn đấy việc của các ông. Thằng kia quay gì đấy? Em muốn quay lại. Ảnh hưởng xấu tôi giết đấy. Em thân em không làm ảnh hưởng xấu anh. Thế bây giờ em đưa cho anh 60 triệu trước anh em cái giấy đúng không ạ? Không được. Lần trước đã viết rồi. Lần trước của em trả đủ không cho người nào đây? Bây giờ đủ 80 triệu ở đây thì lấy xe về. Không cút. Thế bây giờ của anh cũng đủ 80 triệu của anh mới trả xe được không? Đúng rồi. Của em không đủ 80 triệu đừng có nói chuyện nhiều. Đây chỗ làm ăn. Đi nhà tao chỗ làm ăn chứ không phải chỗ chúng mày đến chơi. Hôm nào bọn anh đánh em thực đấy còn bọn em còn chưa nói gì. Mẹ chúng mày đến nhà tao mà chỗ mà tao làm ăn mà chúng mày nợ chúng mày phải trả. Chúng mày hiểu không? Anh không nói rõ là chúng mày biết như thế rồi chúng mày còn không hiểu à? Thế bây giờ mấy anh có thể thế như cái vụ việc nó một anh đánh ấy, anh em thực đấy. Thì anh tính sao rồi em? Thì thằng anh nó trốn thì phải đánh. Thằng anh nó trốn không đến nóng lãi một ngày nào à? Thế tại sao của anh thấy ấy, nhà nó cũng không có gì đâu mà mấy anh lại cứ cho nó vay tiền làm cái gì? Đấy cho đến chơi đến cho vay. Còn có chơi có chịu. Không cho chúng mày chuộc xe. Bao đủ 80 triệu xếp ở đây thì lấy xe về. Không mà đừng nói chuyện. Bây giờ bọn em sự em muốn đi vay lãi được 60 triệu thôi. Đấy là việc của chúng mày. Còn có tiền thì đến lấy xe. Không có tiền thì về. Em viết giấy của anh không cho. Ba bảo cái thằng. Thế bây giờ em viết giấy của anh không cho. Không được. Em xin các anh đi. Không xin xỏ gì cả. Thế bây giờ em thực sự em cũng còn 60 triệu ở trong người thôi. Thật em viết giấy em làm của em là đã đủ không trả luôn. Không thì nếu mà anh tính lãi này thì mỗi một ngày anh lên như này thì em không chịu nổi được. 60 triệu nó không phải là cái vấn đề đâu anh, mà quan trọng là phải gom đủ 80 triệu trả cho anh. Mà đã đâu vào hết, vào đấy hết rồi. Em xin anh, em xin anh. Không xin xỏ gì hết.
Tao đã chết đâu mày quỳ à? Em xin các anh. Tao chết đâu mày quỳ? Xin xỏ tiền đấy. Bên em xin các anh luôn đấy thật. Em nói thật bây giờ thằng em đã sẽ lỗi lầm đấy rồi. Em làm anh thì đúng đó để em phải chịu thôi. Bây giờ anh có thể tha được đúng không ạ? Đã bảo rồi, có 80 triệu đây. Thì lấy xe, không có, cút. Có thịt mẹo đi cả nhà đây không? Anh ơi. Đã bảo không xin sỏ gì nữa mà. Đâu em? Hai anh em, nó ra ngoài đánh. Anh ơi, mẹ mày đây. Quell!